Sáng ngày 3 tháng 8, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 3, đồng chí Trần Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phan Rang Tháp Chàm chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, tổng nguồn vốn huy động được trên 443 tỷ đồng, tăng trên 20 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Doanh thu cho vay trên địa bàn thành phố hơn 72,3 tỷ đồng. Thực hiện cho vay đối với 1.647 lượt khách hàng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tăng hơn 19,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng trên 439 tỷ đồng, tăng 19.733 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số toàn thành phố hiện có 265 tổ tiết kiệm và vay vốn với 12.521 thành viên. Qua đánh giá chất lượng tín dụng, chính sách xã hội có 190 tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại tốt, 54 tổ xếp loại khá và 17 tổ trung bình. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như lãi tồn động và các món vay trên 3 tháng không hoạt động của một số đơn vị còn cao. Tỷ lệ nợ quá hạn của thành phố là 0,46%. Đang cao hơn bình quân toàn tỉnh, hoạt động của tổ thu hồi nợ tại một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, chưa mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của một số người dân về chính sách tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, triển khai có hiệu quả các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung thu hồi nợ khoanh đến hạn. Ủy ban Nhân dân các phường xã rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đã được giao, chỉ đạo tập trung thu hồi các món vay lãi tồn động, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về huy động vốn, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt chỉ tiêu được giao.